Chào các bạn, chúng ta sẽ cùng tham khảo phần dịch cho bài đọc hiểu IELTS với tiêu đề The Shapes of Buildings to Come. Tiêu đề này có nghĩa là hình dáng của các tòa nhà trong tương lai. Chữ to come được là ngôn ngữ trong văn nói, nghĩa là trong tương lai. Phụ đề bài này là từ bên ngoài nó có thiết kế giống như một quả rocket, nhưng tòa tháp của tập đoàn Switzer quả thực là có liệu tạo được nhiều cái cảm xúc, nhiều tình cảm như vẻ ngoài của nó không? Nhà báo Jonathan Clancy tìm hiểu. Qua phụ đề này, các bạn lưu ý từ slicks. Lúc nãy chúng ta vừa dịch là có kiểu dáng thiết kế đẹp, có kiểu dáng thiết kế như là một quả tên lửa, quả rocket. Thực sự thì từ slick còn một nghĩa nữa là bóng loáng, rất là trơn. Tuy nhiên trong thiết kế thì từ này thường được hiểu là có kiểu dáng thiết kế đẹp. Chúng ta cùng tìm hiểu đoạn văn số 1. Nó đã có một cái tên thân mật, một cái tên nghe rất là chán, là quả dưa chuột, gherkin, quả dưa chuột. Tôi không chắc cái tên này có nguồn gốc hay là xuất phát từ đâu, nhưng nó cực kỳ là không phù hợp. Cho dù, even if, cho dù là nó có lẽ được gán ghép cho tòa nhà này đi chăng nữa. Quả dưa chuột thì nó không trông giống như tòa nhà này, và tòa nhà này thì nó cũng không được hiểu với cái nghĩa ấy. Theo các cái cách hiểu có thể được chấp nhận nhất của cái từ mang tính chất thực vật, đây là tòa nhà nằm ở tại số 30 đường Mary X. Nếu như nó trông giống như bất cứ cái gì, các bạn lưu ý chữ resemble đồng nghĩa với từ look like, nghĩa là trông giống như, thì nó giống như những chiếc tàu bay khổng lồ của thời những năm 1930, hay nó giống như quả tên lửa không gian đời đầu hay là thời trước của nhà thiết kế Werner von Braun. Từ tiếp theo chúng ta đọc là tether. Tether nghĩa là nó bám chặt hay là buộc chặt. Từ này là bám chặt, buộc chặt. Tòa nhà này nó bám chặt vững chắc trên đất. Đây là cái máy tạo ra tiền, trông trơn mượt và tạo nhiều cảm xúc. Cái tòa nhà này thường được ví bóng gió như là một cái tòa tháp được ủy quyền và được sở hữu bởi tập đoàn dịch vụ tài chính Switzerland, là nhà hay là đó là nơi làm việc của khoảng 4.000 công nhân. Nó chắc chắn có một cái thiết kế gây kinh ngạc. Thế nhưng liệu cái tòa nhà ở đường số 30 đường Mary X có tạo ra những điều kiện tốt hơn cho công nhân hơn là trước đây không? Liệu nó có tốt hơn là một cái tủ đựng hồ sơ khác dựng lên trên bầu trời không? Các bạn cùng sang đoạn văn 2. Khách hàng và các kiến trúc sư đã đưa ra nhiều những cái tuyên bố, những cái nhận định lớn lao cho sự hiệu quả về mặt môi trường của tòa nhà này. Một trong những cái cách ít được người ta đo lường hay là xác định
nhất là cái quan niệm cho rằng tòa nhà này có lẽ được coi như là thân thiện về mặt môi trường. Đó là cái cách mà khi đến gần, close up, khi đến gần thì nó trông có vẻ nhỏ hơn hoặc thậm chí là thấp hơn so với thực tế. Thực vậy, vẻ ngoài của nó, cách dùng người Anh dùng với động từ, chúng ta hiểu đây là vẻ ngoài của nó, thì không cao hơn so với cái tòa nhà của công ty GMW Commercial Union. Trong thực tế, tòa nhà này nó còn thấp hơn tới 70 mét. Đây là một cái ảo giác, illusion, ảo giác được tạo ra bởi một cái thực tế rằng cái đỉnh của tòa nhà này thì không thể được nhìn thấy, không nhìn thấy được từ quảng trường phía bên dưới. Chúng ta cùng sang đoạn văn số 3 phía tay phải. Không chỉ hình dáng tròn của tòa nhà này khiến nó trông có vẻ ngoài ít gồ ghề, từ này đọc là bao kỳ, gồ ghề, nó ít gồ ghề hơn thực tế, mà nó còn truyền tải, channel là động từ, đây là nó truyền một cái lượng gió ít hơn một cái đáng kể ở dưới mặt đường so với những cái tòa tháp có góc vuông khác. Lưu ý từ ghép right angle là góc vuông. Điều này cũng đã được chứng minh trong các cái bài, trong các cái thí nghiệm sử dụng mô hình đường ống gió. Đấy, có sử dụng mô hình của tòa nhà ấy. Hình dáng tròn của nó thì cũng tạo ra cái không gian mua sắm công cộng, hay là cái không gian mua sắm cho người dân một cách rộng rãi hơn ở tại cái đáy của nó, hay là ở tại là cái mặt đường. Trong khi cái mái vòm, arcade, là cái mái vòm xung quanh cái tòa tháp này, nó hứa hẹn tạo ra một số các cái cửa hiệu sắp đến trong tương lai. Upcoming nghĩa là sắp xảy ra, hay là trong tương lai gần. Đoạn văn 4. Cái thành công về mặt môi trường thực sự nhất ở đây, tuy nhiên, là cái thiết kế nội thất. Những gì mà bạn nhìn thấy từ khu mua sắm và trong thực tế, từ tất cả các cái ngóc ngách, tất cả các cái góc ở thành phố London, đó là một cái lớp vỏ khổng lồ. Từ này đọc là sheet, là một cái vỏ, một cái lớp vỏ khổng lồ làm bằng thép, nhôm và bằng kính. Từ này gọi là nhôm. Đây là cái vỏ ngoài, cái bên ngoài của tòa nhà. Chỉ đằng sau nó, người ta mới thấy một cái cấu trúc làm bằng thép lớn của tòa nhà này được che giấu, hay là không được nhìn thấy vào các ngày trời âm u, dark days, ngày trời âm u, ngày âm u, nhưng mà được nhìn thấy rõ khi có ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Cấu trúc này được thiết kế bởi nhóm các kiến trúc sư thuộc tập đoàn Arup, là một cái lồng, một cái cage, là một cái lồng chim, là một cái lồng hình đa giác, mà trông rất giống như cái bộ khung, bộ xương của máy bay cường kích bomber, là máy bay ném bom thời chiến tranh thế giới thứ hai của nhà thiết kế Barnes Wallace. Khá hấp dẫn, intriguingly, là một cách hấp dẫn. Cái cấu trúc này nó được, nó co lại, nó rút lại, nó co nhỏ lại vào ban ngày, khi mà tòa nhà này chứa đầy những người
và nó có vẻ trải rộng ra vào ban đêm khi mà người vắng đi, khi mà nó trống rỗng. Đoạn văn 5. Xoắn theo đường trôn ốc, từ spiral là đường trôn ốc hay là cột sống. Đi theo đường trôn ốc lên trên cái cấu trúc ở nội thất phía bên trong tòa nhà này là một loạt, là một chuỗi các cái atriums, từ này có nghĩa là nhĩ, tâm nhĩ, hay là các cái cửa mở. Ở đây chúng ta tạm hiểu từ này nghĩa là các cái giếng trời. Chúng thì được ngăn cách, interrupt, gián đoạn, làm ngăn cách cứ mỗi 6 tầng nhà, để mà cái luồng gió thổi lên của không khí xuyên qua tòa nhà thì không trở nên quá mạnh. Những cái cánh cửa mở này thì đạt được rất nhiều các mục đích. Chúng để cho không khí, xin lỗi các bạn, là để cho ánh sáng chiếu sâu vào bên trong tòa nhà và cho phép người ta nhìn theo đường chéo. Diagonal là đường chéo, cho người ta có thể nhìn xéo lên, trên và xuống qua tòa nhà. Nhưng cái lợi ích chính của cái việc ấy là rằng cái hình dáng xoắn ruột gà, corkscrew, xoắn ruột gà tạo ra các cái áp lực không khí khác nhau, đảm bảo rằng cái không khí trong lành sẽ được hút lên qua các tòa nhà này cũng như là qua các cái tầng văn phòng. Đoạn văn 6. Bên cạnh đó, các cửa sổ ở vỏ ngoài, ở bên ngoài của tòa nhà này có thể được mở ra vào những ngày thời tiết dịu mát, mild weather, thời tiết dịu mát, để mà cho phép không khí thổi vào và thổi ra tòa nhà. Roller blinds, các cái cửa chớp hay là các cái cửa xếp, đây là một loại cửa sổ, các cái cửa xếp, các cái cửa chớp chớp đặt giữa cái lớp vỏ bằng thép và cái lớp vỏ bằng kính, kiểm soát được cái độ chói mắt, glare là độ là ánh sáng chói mắt, và làm giảm nhiệt độ. Do vậy, cái chi phí hay là các cái hóa đơn cho điều hòa nhiệt độ, cho điện thắp sáng và cho sưởi ấm thì sẽ rất là thấp. Chúng ta cùng sang trang sau. Ở đây người ta đang nói về cái chi phí chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ và sưởi ấm thì nó rất thấp so với hầu hết các cái tòa tháp và với các cái bàn làm việc mà nhận được cái ánh sáng ban ngày ở ngay giữa hay là ngay lõi core, ngay lõi của tòa nhà thì công nhân sẽ cảm thấy khỏe khoắn. Các bạn lưu ý từ well up, đồng nghĩa với từ fine, cảm thấy khỏe khoắn, khỏe mạnh. Từ này khi nói về tiền có nghĩa là phong lưu nữa. Đoạn văn 7. Những người may mắn nhất thì mới có khả năng lên được cái đỉnh chóp mũi của cái tòa tháp, nơi mà có một cái nhà hàng và một cái quán bar, nó làm hài lòng bất cứ ai có một cái sự đam mê, sự thèm muốn, sự bóng bẩy hay là sự lôi cuốn của Jambon. Jambon là tên của nhân vật chính trong loạt phim trinh thám Điệp viên 007. Thì Jambon là một nhân vật được xây dựng rất là có sự quyến rũ, glamour, quyến rũ, lôi cuốn. Chúng ta đọc tiếp. Cái quán bar mà người ta có thể đến được với nó qua
cái cầu thang xoắn ốc, hoặc là bằng thang máy lắp bằng kính, từ một cái nhà hàng có 70 chỗ ngồi, thì trông rất giống như cái bối cảnh trong bộ phim của Ken Adam. Đó là một cái hang ổ của những kẻ bất lương, của kẻ bất lương, từ villain là những người bất lương, với cái thiết kế để chiếm lĩnh thế giới. Nó khá là hấp dẫn, thu hút, breathtaking, gây cảm giác mạnh, hồi hộp. Nhưng đáng buồn, nó và cái thiết kế mang tầm cỡ làm chủ vũ trụ, the master of the universe, nghĩa là làm chủ vũ trụ của nó, thì chỉ được dành riêng cho những công nhân, cho những người làm việc ở tập đoàn Success và cho khách hàng của tập đoàn này thôi. Đây là cái tòa nhà chọc trời đẹp nhất và là một trong những cái hình dáng trong tương lai về cái mặt thiết kế các văn phòng ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, nó không phải là hoàn hảo hết. Có lẽ cái tòa nhà này thì nó hơi quá bóng mượt cho cái mục đích thực sự của nó. Các bạn lưu ý, chúng ta đang nói cái trong đoạn này, thì sau khi đưa ra khen ngợi những cái lợi ích, những cái điểm sáng về mặt thiết kế của tòa nhà, thì đến cái đoạn văn này, tác giả bắt đầu đưa ra một số cái nhận định mang tính phản biện, nói về những cái hạn chế của tòa nhà này. Chúng ta đang dừng ở cái cụm từ for is all good. Các bạn lưu ý cụm từ này, có nghĩa là cho cái lợi ích của chính nó. Chúng ta tiếp tục. Các chi tiết thì không được người ta tiết giảm nhiều. Khi các bạn thân mến là chú ý cái từ polish bình thường. Từ polish nghĩa là bóng bẩy, bóng loáng. Đấy. Ở đây từ polish đôi khi còn có nghĩa là cái kỹ năng hay là cái chất lượng. Cho vậy mình hiểu rằng là cái chỗ này, các cái chi tiết của cái thiết kế này thì không được người ta tiết chế, cho nên tạo cái cảm giác là thiếu chất lượng. Dường như là các kiến trúc sư đã cố gắng để tạo nó trông trơn mượt, trông có vẻ bóng bẩy, hay là trông có thiết kế giống như một cái tàu bay, mà không tạo ra được cái xúc giác, cái chữ touch bình thường nghĩa là sờ này, không tạo ra được cái cảm giác thực, cái xúc giác cho cái bàn tay và mắt của con người, của người ngắm nó. Lối vào của tòa nhà này thì cũng là cái có vấn đề. Cái việc cái tự đục carving là đục hay là khắc, cái việc đục một cái lối vào phù hợp ở phía tầng đáy của cái quả rocket làm văn phòng này thì thực sự là khó, thì sẽ là rất khó, và kết quả dường như là hơi thô. Chúng ta lưu ý cái từ crude là thô. Dường như là ai đó đã mở ra một cái lỗ, cavity là một cái lỗ, bằng một cái mở nắp hộp và rồi cố gắng hơi vội vã để mà che phủ cái công trình thủ công của mình. Handiwork là thủ công, là công trình làm bằng tay,
Tức là để xóa đi cái công trình làm bằng tay của mình. Có lẽ nó sẽ là tốt hơn để tạo ra thêm nhiều hơn là một cái lối vào ở bên dưới, hay là cái lối vào bằng hầm, bằng đường hầm. Mà điều đó có lẽ sẽ làm sạch hơn. Đấy. Sẽ làm ít đi những cái người làm việc ở đây. Từ các cái rìa của khu mua sắm, của trung tâm thương mại, phải xếp hàng dẫn vào cái sảnh đợi trong cái lối vào được ghép bằng nhôm này, và để cho cái lớp vỏ, cái lớp da của tòa nhà này không bị vỡ vụn. Ở đây, trong đoạn này, tác giả muốn đưa ra một cái đề xuất là nhà thiết kế nên tạo ra thêm một cái lối vào bằng đường hầm để mà cho những cái người công nhân, co-working, những người công nhân khi xếp hàng ở tại cái sảnh đợi làm bằng nhôm để vào tòa nhà này thì bớt phải xếp hàng dài và khiến cho làm xấu đi cái vẻ ngoài của tòa nhà ấy. Chúng ta tiếp tục. Đây là một cái kỹ xảo, một cái trick, một cái kỹ xảo, một cái mẹo mà kiến trúc sư Oscar Niemeyer đã thực hiện một cách rất là gọn gàng và một cách rất là tốt, từ dramatically nghĩa là đáng kể. Đây chúng ta hiểu là đã thực hiện một cách rất là đáng kể, rất là tốt. Này, với cái lối vào của cái nhà thờ có tên gọi là Crown of Thorns, nghĩa là của loài mão gai, là một cái loài vật ở phương Tây, nó có gai, ở tại thành phố Brazil. Chắc chắn, không nghi ngờ gì, có những cái lý do an ninh không được đề cập ở đây, mang tính chất thực tiễn. Vì sao điều này lại không được thực hiện? Đoạn văn cuối. Kết quả là một cái tòa nhà rất hấp dẫn mà chắc chắn, từ này cũng nghĩa là chắc chắn, không nghi ngờ gì, nó nâng cao được chất lượng của việc thiết kế các văn phòng ở trung tâm thành phố. Nhưng là một cái thiết kế, một cái tòa nhà mà nên được coi như là một cái công trình đang được hoàn thiện. Trong tiếng Anh, cụm từ in progress nghĩa là đang tiếp diễn, đang được tiến hành, đang hoàn thiện. Đây là một cái dấu mốc, một cái đánh dấu, một cái tòa nhà đánh dấu cái con đường hướng đến cái việc thiết kế cái hình dáng các tòa nhà chọc trời, vừa lôi cuốn mà vừa có trách nhiệm hơn. Ở trong một cái thiết kế mới được chính phủ thông qua, có cái vẻ ngoài, tập trung nhiều về vẻ ngoài, skin deep, tạo ra nhiều tiền. Một cái fast buck là một từ trong văn nói tiếng Anh, nghĩa là cái là tạo được nhiều tiền, kiếm tiền nhiều, và gây nhiều cái bình luận mang chất là hoài nghi. Thì tòa nhà này là một trong những cái tòa nhà mới, nó không phải là một cái quả dưa chuột, là một tòa nhà xứng đáng để chúng ta thưởng thức. Các bạn lưu ý từ cuối cùng, từ relics có thể đồng nghĩa với từ enjoy hoặc là từ like, nghĩa là thích hay là thưởng thức. Trong đoạn này các bạn đặc biệt chú ý, người Anh dùng một loạt các cái tính từ để đưa ra cái tóm tắt
về cái tòa nhà này. Đấy, cho nên lúc nãy chúng ta vừa dịch theo cái nghĩa đen của từng từ. Cụm từ này các bạn nên nghiên cứu để chúng ta dịch theo cái hướng là đây là một cái tòa nhà đã được chính phủ thông qua, có cái kiến trúc mới. Đấy, nó tập trung nhiều về cái sự bóng bẩy bên bên ngoài, tòa nhà của một cái tập đoàn tạo ra nhiều lợi nhuận, nhiều tiền bạc, và đây là cái tòa nhà cũng tạo ra nhiều cái ý kiến trái chiều, ý kiến khác khác nhau của những người bình luận về hình dáng của nó. Và cuối cùng tác giả kết luận rằng tòa nhà này là một cái tòa nhà đẹp, thiết kế của tương lai mà xứng đáng được chúng ta thưởng thức. Đấy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng các bạn sử dụng cái phần hỗ trợ dịch này để làm cái bài tập các câu hỏi bên dưới bài đọc hiểu. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.